các bạn nha. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài thứ nhất trong Rhino, và mình sẽ đi tìm hiểu về cái lệnh tắc để mình giải quyết công việc cho nó nhanh. Thứ hai là về đêm. Đầu tiên nè, đang mở đó là một cái file mới nha, chưa có gì hết, mình đang mở tab. Ok, thì cái việc cơ bản nhất nè là từ mặt tab, mặt cái mặt bên nè, và cái style là 3D đó, thì mình có thể chuyển từ cái mặt này sang mặt khác, thì mình không thể nào nhắc nó như vậy được. Rồi thứ hai là trong đây nó còn rất là nhiều mặt khác nè, nó tổng cộng là tới 7 mặt nè, 7 mặt view để mình xét cái khung nhìn mình làm việc đó. Thì với 7 cái này thì mình không thể nào mình ngồi mình cứ lít nó, thì nó sẽ mất thời gian. Vậy mình sẽ còn có lệnh tắc như là bên kết hoặc là Revit để mình xử lý nó. Ok ha, thì để làm lệnh tắc cho nó thì các bạn làm như sau. Đầu tiên là ví dụ mình mở cái style nha, mình nhấn F1 top nè, 2 front nè, 3 right nè, F4 và cái style left. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đổi lệnh tắc như thế nào để cho nó tự động nó lít nè. Cứ mình nhấn F1, F2, F3 nó ra tương tự như vậy. Các bạn sẽ vào cái circle nha, các bạn thấy top view không? Đó, top view thì các bạn nhấn tổ hợp cho mình là Ctrl Shift, Shift chuột phải nha, Shift chuột phải thôi. Rồi các bạn phải chọn cái dòng command này, cái dòng lệnh đó. Đó, rồi các bạn vô phần hạt nè, Zero Option nha. Rồi các bạn tìm tới cho mình cái keyboard Analyze thì nó là một phần khác nha, mình sẽ giới thiệu sau. Thì cái phần keyboard nè, đó, phần keyboard nó sẽ gồm có F1, F2, F3, 4, 5 đó. Cái này nó sẽ có sẵn cho mình là mình chỉ cần gắn cái lệnh tắt nó vô thôi đó. Sau khi các bạn gắn cái dòng lệnh nó vô thì là ok, các bạn ra ngoài các bạn chỉ gồm với cái style đúng không, mình sẽ vô thử, mình nhấn F1 top nè, F2 run nè, F1 top, F4 là với style không, tùy các bạn đặt thôi. Ok ha, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ vào top nha, mình sẽ vẽ một cái rectangle nha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tìm thử nha, định điểm của nó là gì. Các bạn có thể vô đây đó để các bạn xem đường điểm. Ở đây mình sẽ nhấn lệnh tắt là DI đó. Ok rồi, các bạn quét chọn nè, đúng không? Đây nó bị một cái này bị lỗi nha. Rồi các bạn quét chọn nha, nhớ là ở trong đây thì mình sẽ có hai thành phần mình thay đổi. Thứ nhất mình có thể thay đổi dựa vào cái default, thứ hai là các bạn thay đổi là mình kéo cái khung bự ra. Đây mình có thể vào đây để thay đổi, đây mình hay vào đó để thay đổi được cái đường đêm, rồi hiệu chỉnh được cái đường đêm. Rồi để thay đổi cái cấu trúc của đường đêm á thì mình vô cái edit size đấy, đây document property nè. Rồi ở đây nó có một dòng cái thay đổi tùy chỉnh của các bạn nè, ví dụ như mình sẽ vào cái hàng lên unit đi. Đây ở đây nó đang là đơn vị là 0.01 nha, mình để là 1 đó. Ok, ở đây mình để là 0.01, đơn vị của hàng Rhino, các bạn nhớ là nó rất là chính xác nha. Để vì sao nó làm được rất là nhiều thứ phức tạp, cho nên là đơn vị của nó đòi hỏi cũng phải rất là chi li. Rồi ở đây mình để là 0.01 nha, thường là cái đơn vị chuẩn mà mình cũng hay làm việc với nó. Đây ok, xong rồi thì các bạn apply nha, xong rồi. Rồi around nè, ví dụ tới around thì các bạn lấy cho nó một cái thin around đi đó, theo mình chuyển hình around. Rồi ổn hết rồi thì các bạn apply đó, các bạn ok đó. Thì đây là cách để chỉnh đường điểm ha, để các bạn đo trực tiếp để các bạn xem coi cái gì cái kích thước mình dẻo đúng hay chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại.